spin-off hoạt động để tìm cổ phiếu tăng giá cả trong ngắn hạn và dài hạn y spin-off là gì spin-off là sự kiện các công ty mới được tách ra từ công ty mẹ dưới một pháp nhân độc lập thường thì mấy công ty đa ngành sẽ dễ xảy ra các hoạt động spin-off nhất và nhà đầu tư kỳ vọng sự tăng giá của những công ty con được tách ra hoạt động này được xem là đối lập với việc sáp nhập các công ty lại với nhau spin-off hoạt động để tìm cổ phiếu tăng giá cả trong ngắn hạn và dài hạn Hai, spin-off dưới góc nhìn của Peter Lin, Peter Lin là một trong những nhà đầu tư huyền thoại trong việc tiên phong đầu tư vào loại hình spin-off, các công ty mới được tách ra từ công ty mẹ dưới một pháp nhân độc lập. Lin đã quản lý quỹ Magellan của Fidelity từ năm 1977 tới năm 1990. Trong suốt thời gian đó, tài sản đã tăng lên từ 20 triệu lên tới 14 tỷ đô la và đạt lợi nhuận 29% một năm. Một con số đáng kinh ngạc trong sách trên đỉnh phố Wall, ông ấy đề cập đến hoạt động spin-off là nơi mà nhà đầu tư có thể tìm được những cơ hội tiềm năng. Có những điểm cần lưu ý, Lin cho rằng công ty con được chia tách ra thường mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ, ông ấy tin rằng các công ty mẹ thường không muốn tách các công ty con ra rồi chứng kiến những công ty con đó thất bại và lùi tàn dần vì điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến công ty mẹ, Lin cũng lưu ý rằng những công ty muốn tách ra phải có một bảng cân đối tài sản tốt và được chuẩn bị sẵn sàng để trở thành một thực thể độc lập. Và một khi những công ty này được thừa nhận tính độc lập của mình thì những nhà quản lý mới sẽ được tự do điều hành công việc kinh doanh theo hướng của mình và thi hành những biện pháp sáng tạo để phát triển công ty cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Những công ty mới được tách ra thường không được phố quân đánh giá đúng giá trị và ít được để tâm. Với phong cách đầu tư của Lin, ông thích đầu tư vào những công ty ít được phố quân chú ý, những công ty con này sẽ hứa hẹn mức lợi nhuận cách xù. Linh tin rằng loại hình công ty tách ra này là một vùng đất màu mỡ cho các nhà đầu tư cá nhân. Ông ấy luôn khuyến nghị tìm kiếm các công ty con với người nội bộ mua vào vì nó xác nhận rằng ban quản lý tin vào khả năng tiềm tàng của các công ty con trong dài hạn. Sự kiện tách công ty nổi tiếng nhất trong lịch sử là Baby Bell. Đây là những công ty được thành lập sau vụ tách ra từ S, Ameritech, Bell Atlantic, Bell South, NINEC, Pacific, Telesis, Southwestern Bell và US West. Trong khi công ty mẹ hoạt động không mấy hiệu quả, thì ở bảy công ty mới được thành lập, lợi nhuận thu được 170%, gồm tăng giá và cổ tức khoảng thời gian 5 năm từ tháng 11 năm 1983 đến tháng 10 năm 1988 tương đương với mức lãi kép 22% một năm. Đầu tư chứng khoán không có kiến thức đúng giống vứt tiền qua cửa sổ. Để kiếm tiền từ chứng khoán bắt buộc bạn phải có kiến thức đúng khoa học, chỉ có vậy mới bền vững. Tham gia khóa học chứng khoán của Ngọ Chứng Khoán để giúp bạn đầu tư hiệu quả. 3 Spin-off dưới góc độ học thuật, một số tác động ngắn hạn của giá cổ phiếu công ty con tách ra, giá cổ phiếu diễn biến tích cực trong ngắn hạn, nếu quy mô công ty được tách ra thì giá cổ phiếu tăng càng nhanh, càng tích cực, nếu công ty con được tách ra ít có hoạt động kinh doanh ít liên quan đến mảng hoạt động kinh doanh của công ty mẹ thì giá càng tích cực, nếu công ty con tách ra nếu đội lãnh đạo cũ không buông tha, muốn giành quyền tiếp quản điều hành thì hiệu ứng tăng giá càng giảm. Hoạt động spin-off của trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng thường xuyên diễn ra ở nhiều hình thức. Phần nghiên cứu chuyên sâu, ngọ để lại cho chính nhà đầu tư, để nghiên cứu bạn có thể tìm đọc sách trên đỉnh phố Uôn. Linh tải sách hoặc các nghiên cứu Hitterwap Hour 1983, Mai và Rosenfeld 1983, Sipper và Smith 1983, Kusatis, Mai và Ulrich 1993, ba Techway và Anio 2012, Nico Sava và Niazi Taneri 2012. Hoặc tra Google và liên hệ thực tiễn tại Việt Nam. Hy vọng những chia sẻ của đầu tư là gì sẽ giúp các bạn giải quyết những thắc mắc về spin-off, hoạt động để tìm cổ phiếu tăng giá cả trong ngắn hạn và dài hạn. Để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu, thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn, lựa chọn đầu tư là ở mỗi người, nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai. Chúc các bạn thành công.